Đây được xem là lời đề cập rõ ràng về Chúa Giêsu Kitô và sự tái thế của Ngài vào thời điểm phán xét cuối cùng. Chúa Kitô hùng mạnh sẽ trở lại để trị vì một tân thế giới của công lý và hòa bình và đưa những người công chính lên thiên đàng. Yếu tố Bader trong thần thoại Bắc Âu, sự trở lại của thần ánh sáng phù hợp một cách tuyệt diệu với sự tái thế của Chúa Kitô. Nhưng bất kể huyền thoại Bắc Âu về Ragnarok đã tiến triển từ xưa đến nay thế nào, điều quan trọng là ý nghĩa và trí huệ mà chúng ta rút ra từ nó. Chúng tôi tin rằng thế giới chúng ta hiện đang ở cuối trận Ragnarok và rằng một đấng kính yêu mang ánh sáng và niềm vui quả thật đã trở lại, sáng ngời nhất và đẹp nhất. Với vòng tay rộng mở, Ngài đang chào đón nhiều người nhất có thể để cùng Ngài vào những tòa đại sảnh hoàng kim của thiên đàng nếu chúng ta đáp ứng lời kêu gọi yêu thương của Ngài.